là ống mối hả? Vâng. Không, cái đấy 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 là phụ thôi. Sa tăng hay là đường tăng? Thì cho đường tăng. Không muốn tái vậy đi. Chơi bán tải bán dâu này đang đợi làm thủ tục đón cô dâu đó. Hồi hộp lắm. Hồi hộp. Chú rể cho hỏi là chú rể nhà đó nhà Hải Sơn. Hải Sơn à? Chú rể họ tên tên là Phùng Văn Dũng. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay 25 tuổi. Thế là lấy vợ là cũng ok rồi đúng không? Vâng. Có làm công nhân đấy vậy? Có làm ở trên Hải Hà này. À, làm trên Tích Thông. Vâng. Thế là đây là phụ rể. Vâng. Em phụ rể tên là gì ấy? Cũng là Phùng Văn Dũng ạ. Có gia đình chưa? Dạ chưa. À chưa. Vâng. Cũng có bằng tuổi chú rể? Không ạ, 22 tuổi. À, đấy, trẻ hơn. Trẻ hơn, đấy là phụ rể nhé. Vâng. Đấy, có cái vòng rất là... Chú rể với phụ rể. Trong lúc này là đang chờ đợi để làm thủ tục đón cô dâu. Thời hiện đại nha, chú rể đi pho bán tải này. Ngày xưa đi xe ngựa nhưng bây giờ đi pho bán tải. Em bé giống chưa đội cái kiểu giống chuyện thủ tích quá nhỉ. Thế đây là ông mối à? Đây là ông mối à? Đường tăng. Hả? Đường tăng. À đường tăng, đường tăng. À, ông đây bác vừa gánh gà gì? Ừ. Vâng, thế bác người đâu? Bác thì người dân đây thôi. À, nhà Hải Sơn hay là đây? Nhà đây thôi. À, nhà xóm. Bác tên là gì đấy? Không, không có tên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhảy liên tục vậy nè. Đấy rồi. Ờ để không đâu có để mũi thế được. Cứ để có để mũi. Ok rồi. Đấy. Nhá. Hay đấy. Mắt nhắm, mắt nhắm. Mắt nhắm. À chú lại, chú lại. Chú lại nhá. À. Nhá. Nhá, cố gắng nhảy mắt nhá, nhắm mắt nhá. Đây. Rồi, ok nhá. Đây em cũng bên này đấy. Ừ. Em rửa luôn nó có không tăng. À, cái nước đấy. Đã làm gì được đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con đó đi sau này. Cho ba người bên này bán này á. Chết rồi.
được rồi. Đây là dàn phụ dâu của cô dâu. Chói à, chói có phải đâu, cách kiểu này. Chói không nhìn thấy cái gì. Cái người của tao đang không nhìn thấy ấy. Chẳng sao. Chẳng sao. Đi đi anh gửi tao rồi cho. Đứng ở giữa đi. Ôi đẹp này mà nó ơi, trong thùng người khác. Đấy, có. Đây, máy rồi. Cô dâu ở giữa này. Có tí lấy cái gì mua lại thôi, không lấy đâu. Nhưng mà bây giờ chụp ảnh nó không đẹp. Cứ mua đi, cứ mua đi. Bạn của cô dâu. Được chưa? Nó đi. Sửa cái tóc nữa. Nhiều lắm rồi, không thấy nói gì quá. Thank you.
Yeah.
Thank you.
cô biết đấy. Cô biết chậm đấy. Cô nghe là mấy ai nó vụ ấy là bị không nhá nó khen. Nó khen. Cô nghe mấy nó vụ. Anh dùng cái máy này, dùng cái gì? Anh dùng cái gì? Anh này gần một ngày, sau này dùng tiền. Thôi thôi, bay tay đừng tụi yêu. Chân 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 Oh, yeah.
Kia là Trung Quốc ấy. Rất gần Trung Quốc. Kia là hàng rào. Bên kia là phía Trung Quốc. Bên kia là nhà Trung Quốc. Dưới đây là suối. Phía Trung Quốc nhà rất là to, cửa khẩu. Nó đang xây dựng cái gì đây nhỉ? Xây dựng cầu. Nó đang xây dựng cầu. Một phía Trung Quốc đây đúng không? Mỗi bên là một nửa à. Trung Quốc là một nửa, là mình là một nửa. Đây nó làm cầu á? Làm cầu mà, nó là làm cầu. Rồi làm cái đâu vậy? Làm cầu sang Việt Nam á? Làm cầu sang Việt Nam mình á. Bên phía kia là Trung Quốc này. Bên kia là Trung Quốc. Bên kia Trung Quốc đang làm cầu. Đây là đầu của Việt Nam là làm xong rồi, nhưng mà đầu bên Trung Quốc là chưa xong.
đang khoan đổ bê tông hết đấy. Cứ giữa sông của mình đó. Sông của mình. Giữa sông của mình.